Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, đến nay Hà Nội đã có 2.711 sản phẩm OCOP trở thành điểm sáng và đi đầu cả nước trong thực hiện chương trình OCOP. Đặc biệt, sản phẩm OCOP đã khẳng định vị trí tại thị trường trong nước, bước đầu vươn ra thế giới. Dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng thực tế, khá nhiều sản phẩm được đánh giá phân hạng OCOP 4 đến 5 sao của thành phố. Để đưa nhiều sản phẩm OCOP của Hà Nội tiếp cận nhiều hơn thị trường quốc tế so với hiện nay, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ các chủ thể OCOP hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng thiết kế mẫu mã, hỗ trợ các chủ thể nói riêng và làng nghề nói chung, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, từ đó giúp sản phẩm OCOP trở thành thương hiệu mạnh, được đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế nhận diện tiêu thụ. Hà Nội mong muốn sản phẩm OCOP của thành phố không chỉ đại diện cho thủ đô mà còn là sản phẩm tiên phong của Việt Nam khi xuất ngoại.